Chí Kê đại sư ẩn trốn chỗ này là có ý đồ chờ ngươi xuất hiện đó. Hồng Hy Quang, sư điệp, hãy bảo vệ bọn trẻ đi. Sư thúc cẩn thận. Ê, Mã Ninh Nhi, ngươi là kẻ khi sư diệt tổ, Thiếu Lâm tự vì ngươi mà ra đến nông nỗi này. Ngươi hãm hại ta phải mang danh ẩn tích. Hôm nay ta phải thanh lý môn hộ để trả thù cho đồng môn ở Thiếu Lâm tự. Mi làm gì ta? Lần trước đốt cháy Thiếu Lâm tự mi không chết sao? Lúc đó ta may mắn là ta đang tắm đó. Trời Phật phù hộ ta không chết dễ dàng đâu để thu thập ngươi đó. Quay đi. Thiếu Lâm Phong Cẩu Quyền. Nè, các người có sao không? Không sao. Đi. Thank you.
Cái gì mà thúi vậy? Hả? Anh thúi vậy? Ây da, cái đất này, ây da. Ông Phi Quang, mày chết mày đến rồi. Ông Phi Quang, tao chưa từng đánh thắng mày. Hôm nay tao nhất định đánh thắng mày. Mày cầu khẩn tao đi. Cầu khẩn thì tao cho mày chết nào. Cầu khẩn tao đi. Cầu khẩn tao đi. Phi Quang, sao rồi, Phi Quang? Phi Quang! Chết!